7 thường online mấy giờ nha? Hello, còn farm ra mất nha. Ừ đúng rồi Bảo ơi, hôm nay là thứ 7, anh thích đi vào 3. Hello anh em, thứ 7 chủ nhật là 10 giờ 10 rưỡi tôi mới like anh em ơi. Mắc cái gì nhờ? Đêm online đến 12 giờ thì sao? Ok, sao máu me không vậy? Thì sao em? Giảm tốc độ xuống. Ok chưa? Không. Buổi tối là anh muốn live thí cho anh em xem rồi. Này gì đây? Lót. Sao anh trả lời nhạt thế? Ơi gà. Buổi tối thì anh muốn cho anh em xem một tí nữa thôi. Vậy thôi, đưa anh live đúng giờ nha. Trốn đi anh hả? Trốn. Vậy thôi tí 11, đúng 11 giờ rưỡi là anh sẽ họp nha. Ok không? Anh em có thấy vậy là được không? Alo. À Huyền mấy giờ bên YouTube hả? Nó không có hiện lên thông báo rồi, nó không có hiện bên chat rồi. Giờ làm gì anh em nhờ? Giờ đi ra hả? Đi tiếp đúng không? Đi ra ngoài này đúng không? Hello. Hello, có ai không? Hello, hello. Hello. Hello everybody. Có ai nhà không nhờ? À. Kiếm đồ đi anh à, kiếm đồ để làm gì em? Nhiệm vụ mình là cái gì? Thoát khỏi ngôi nhà hả? Hay sao? Thoát khỏi ngôi nhà đúng không? Không biết hả? Alo Huyền, anh nghe nè, em nghe Huyền ơi. Hồi nãy anh em nào mới nói là mày ngồi rồi.
Để em chỉ cho đâu. Anh tìm cầu dao à? Anh nghe Huyền ơi. Who's to? À, thằng đầu chói mặt bá. Bà này là ma sơ bị ma ám đúng không? Bà kìa. Tìm cầu dao để làm gì nhờ? Hello cả tiếng à, nãy giờ anh đâu biết em bên đây đâu. Cái bản chat của anh nó không có hiện. Hello. Hello, hello, hello. What? Gạch mì mới vô mấy cái cọng gào đúng không bả nè. Bảo cà mì muối kìa. Anh không thấy em thông báo bên đó. Anh đâu biết đâu. Bả đi rồi. Tìm cầu dao đúng không? What's that? Ơ kìa. Anh thấy mình rồi. Ơ kìa. The next time you disobey me, I will hit you harder. Bả chui được hả? Hello. Chắc em không biết em đâu. Em là ai nhờ? Thấy hình mình quen quen thế. Hello anh em bên YouTube nha. Cái bản chat của anh ở trên kia nó bị gì rồi anh em ơi. Anh đi đọc bằng điện thoại thôi. Giờ trước tiên là nhiệm vụ của mình là gì này? Anh không biết nhiệm vụ của mình là gì. Làm cầu dao đúng không? Lấy kiếm cầu dao đúng không? Hay là kìm mấy cái này. Mấy này là gì? Thì cầu dao để mở cửa đúng không? Đó đó. Boy with blue hands. Chị tuổi gì bắt em? Chị tuổi gì mà bắt em? Chị tuổi gì bắt em? Ai à? How many times do I have to hit you with my hammer? Ok ok ok, leo 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 leo. Em ở gần à, nhà anh là em dầm ghế à, dầm ghế làm gì? Gì đó Huyền ơi. Ở bên cái bản chat ở bên YouTube của anh nó bị lỗi rồi.
Anh chỉ đọc bằng điện thoại thôi. Kiếm đầu dao đúng không? Đầu dao trước cửa hả? For I am be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous hand. Bà đâu vậy? Hello Huyền, hello em. Tầng trên bên tầng dưới anh em. Put that fuse down right now. Trên tầng dưới anh em. Tao núp rồi. Dưới hả? Tao núp rồi con. Why do you run away? I'll catch you next time, you'll see. Cửa đâu? Cửa nào? Em mới hay sao anh? Ừ em ơi. Đầu dao nào em? Chỗ nào đấy? Nghe tiếng bả nha. Đi game ma thái à. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your. Thấy người ta chơi cho Mickey à. Strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous hand. Bả đâu rồi? Nghe tiếng bả nói à. Chơi game gì? Paranoma là game gì? Hello Bình nha. Là game gì em? Anh em like chia sẻ cho anh đi. Bây giờ không biết cái cầu dao nó như thế nào luôn anh em ạ. Nhìn máu là China hả? Game China hả? Bài hát kìa. Dao đâu ấy nha. Come here, rat. Chạy. Chạy.
Ừ, bả là ma sơ ấy em. Ma sơ là chuyên gia giết mình là em bé nha em. Cái phòng này nãy mình vô mà anh kiếm được cái cửa có gào hả? Cửa có gào hay là cái cưa sơ bất dạy sơ giết người mà em. Đúng rồi em ơi, Evil Moon. À, núp vô cửa này được hả? Tuổi gì mà bắt cháu, tuổi gì mà bắt được cháu, cháu lẹ lắm, đã khúc chuyện đó rồi luôn hả? Ô kêu bình ơi. Cửa hả? Cái cửa như thế nào anh em? Tự thánh Giêsu kìa thì sao? Anh đạo gì vậy à? Anh đạo dụ em ơi. Hello Hải Quân. Mà sao im anh im thế? Kìa anh nói chuyện mà. Hay Quân ơi, em đạo Phật hả? Ok em nói chứ anh đâu có đạo gì đâu. Mẹ em kêu kiếm được cái cửa gì nhờ? Anh là đạo Phật hả? Anh qua lại chỗ khởi đầu à? Đây, chỗ khởi đầu đây. Em đạo Công giáo à? Ok em. Chỗ mình chỗ khởi đầu đây.
Hello quỷ hai phòng. Ok quỷ hai phòng ơi. Bà hát hay mà. Bà chỉ gia gu nuôi bé ngủ mà. Bà thì tiễn em là đi ngủ luôn em. Cái này gì đây? Google dịch. Tìm ba cầu chì. Hồi nãy hình như là tôi lượm được cái cầu chì. Wants to be first, he shall be last of all, and servant of all. Tôi biết cái cầu chì như thế nào rồi. Hello Lệ, hello em. Cảm ơn Lệ nha. If any man wants to be Hình như bán trước first, anh em à. he shall be last of Nghe gần lắm. all, and servant of all. Cho bà anh bắt bắt gì mới bắt tử thôi, đừng có dụ anh Hải Quân ơi. Phúc Hà. Phúc Hà. Who? Bà gần đây em ơi. Bà kìa, bà kìa, bà kìa. Bà đứng ở ngoài kìa. Chạy. Cầu chì nè. Đây là một cái cầu chì. Giờ đi lên tầng 2. Hello Mon. Hello bạn nha. Gắn vô chỗ nào? Gắn vô chỗ nào ở phần 2? Vãi à, đi ngay mặt bả luôn. I'll make sure to tighten your mask until it hurts if you keep doing this. Ngày thứ ba. Kìa. Đó anh được bắt tử rồi à. Thấy cửa bếp tầng 2 bên trái à. Vừa lên là quẹo trái đúng không? Xin vĩnh biệt cô. Cầu chì.
Hello Kato. Nghe Evil Noon đấy. Cầu chì. Cầu chì ở đâu? Where are you hiding? Don't you want to be educated by me? Ừ, ba cái à. Thôi em ơi, gu em không mặn gì đâu. Mẹ thấy cầu chì đâu chơi nhỉ? Hình như cầu chì random á em à. Nó không có một chỗ đâu. Hello bạn. Không phải không ghép đâu, tại hút hồi nãy chắc anh đang chạy bả không thấy á. Hello em. Hello bạn nha. Hello anh Lương. Đúng rồi anh ơi. Ừ, chơi game kinh dị này. Anh em toàn kêu anh chơi game kinh dị không à. Rồi chơi game kinh dị rồi không thấy đâu hết trơn. I'll break your brains if you don't stop. Sao bà chui được nào? Ok kìa, bà chui được anh em. Ok kìa. Chạy 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 chạy. The rats are better behaved than you. Chị tuổi gì mà đâu kém? Chị tuổi gì? Hello 2556 nha. Hello em. Bà kìa. May the Lord, the Lord. Chị tội gì mà gỡ kém? Come here. Chị tội gì mà gỡ kém? Chú qua đây. Chú qua đây chị. Chị tội gì? Chị tội gì gỡ kém? Hello chị. Bye bye chị nha. Em đi đây. Lên lầu thử coi. Nhà chị có gì lấy không? Em vô em lấy cái tí đồ ha mà gượt quá gượt à. Where do you think you are going? Không có đồ chạy ấy. À! Chết trời! Bị mất rồi! That is pure mercy. Đúng rồi, đúng rồi anh Lương ơi. Sơ kiểu tôi già tất yếu à. Ngày 4. Đường cục luôn mới ghê chứ. Xui. Ok đạt rồi. Giết gì nhiều vậy? I know you're nearby. À, cầu dao đây, cầu dao đây.
Rồi mình lên bằng 2. Em chơi một lần rồi à? À đây cầu dao với mẹ. Ở đây đúng không? Cầu dao với mấy em ơi. Lụm bá một cái rồi thả bả về hả? Bả lụm mình đó em ơi. Còn một cái đâu nhỉ? Với một cái là đẩy xuống đáy lửa hả? Ta chui vô kìa. Từ từ. Gán gì đâu mà gán biết nữa à. Đi kiếm từ từ, còn một cái nữa thôi. Hình như ở dưới anh em à. Như ở dưới lầu thì sao ấy. Gặp em ngoài đời em lụm bả luôn hả? Ghê gì? Who's doing? Chạy. Chị ơi. Chị tuổi gì mà chơi em? Chị già sức yếu rồi. I'll find you sooner or later. Lâm 80 cái thôi dữ vậy. Phải đâu rồi? If any man wants to be first, anh mày không phải em kem à? Em kem chứ ai? Servant of all. Còn một cái cầu dao nữa em ơi. Đi tìm. But I, the voice of thanksgiving, will sacrifice to you what I have vowed I will pay. Salvation belongs to the Lord. Was that a rat? Bà này mình có thể giết được bà không anh em? Không, là chó thôi. Em kem chứ ai? Em kem đó. Không có cái cầu dao ở đâu nhờ? Tìm cho mày ơi. Phải. Chuẩn rồi. Nhưng mày không có. Cảm ơn em mà mới follow mình nha.
Tìm kỹ em ơi. Bên phải hả? Quay lại. Ok kệ hả? À. Ok em luôn rồi. Phải mà. Em đi chuột nhanh quá nên nó. Part of the school is not for you. Keep writing on the board if you don't want to get hammered. Beautiful. Come on. I just want to Hello, show Elsa you nha. One thing. Anh này anh khác à? Anh khác là anh nào? Anh Kem đó. Em phải làm điều trái với lương tâm đây là sao? Làm gì điều trái với lương tâm? Ok Đạt ơi. Bà ấy đâu rồi? Hồi nãy là anh Luân thấy lên trên cái kệ đúng không anh Luân? Cái kệ đúng không? Em lia chuột nhanh quá. Làm được 13 cái dữ gì? I know you're nearby. Bà nói chuyện ở đâu mà gần kế bên mình vậy? But I, dừng lại hả? Thanksgiving will sacrifice to you what I have vowed I will pay. Lui lại hả? To the Lord. À. Hello Hồng, hello em. Em nhanh hơn anh nhắn tin rồi. Ok. Ok, ở đâu mà anh Lương thấy mà em thấy nhờ? Hello Hồng, hello em. If any man wants to be first, anh bị lố đây hướng dẫn nè. Last of all, and servant of all. Hello bán phố hồi chim nha, hello em. Quay lại nha. Hai cái lần hả? Xem đuôi thế nhở? Ơi Elsa đã tặng quà cho mình nha. Cảm ơn Elsa. Ừ, game này cũng có không game gì lắm. Cũng thuộc dạng dừa thôi. Hai cái luôn hả? Hai cái luôn. Bài hát bà dụ mình ra kìa em. Em hát còn hay hơn chị hát đấy. Chị đừng có dụ em. Ok luôn ơi. Bên trái chỗ em vừa mới đi qua hả? Ở đâu nhờ? Hello Pháp Sư Trung Hoa. Lui lại. Mấy cái này mấy cuốn sách mà anh? Dừng. Đâu đâu đâu. Anh mày không phải phải mà. Bây giờ mới khiến mình kìa. Từ từ là ok em ơi. Em núp bả cái. Bả đứng ngay cửa kìa. Có cái kệ trước cửa kìa hả? Mở cửa. Nhìn bên tay trái.
Ok, sao bà đi ở đây hoài vậy? Vô khác chứ. Nhìn xuống bên trái bên phải. Từ đây ra là nhìn bên tay phải nè. Ôi kệ hả? Chỗ này hay anh? Chỗ này là chỗ trốn mà. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. Em kêu mày mà. With my righteous hand. Hai cái cửa hả? Ok, sao anh em thấy mà tôi không thấy nhỉ? Em quay chuột 300 một tí nữa. Chừng bà già mới thấy chắc. Ok Hồng ơi, ăn cơm ngon miệng nha. Hello game. Đó. Ok. Đâu nhờ? Tôi trên cả kìa. Kìa 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 trên đó kìa phải không? Đâu? Trước mặt ai kìa. Một cái bên kia hả? Đâu? Bà lại. Ok. Đó. Ở đâu? Ở đâu? Ok luôn rồi. Evil Moon nha bạn ơi. Mới nhìn mới mở hả? Có phải cái hồng chì giống cái hai cái loại mà nãy em mới lượm không? Anh thấy giống loại như vậy không? Hay là trên lầu nhờ? I know you're nearby. Ở đâu vậy? Ừ, game master em ơi. Hello em nha. Trong phòng này là không có rồi này. Cái này là cuốn sách thôi. Tầng 2 hả? Bây giờ lên tầng 2 nha. Ừ, Marcel Balak. The voice of thanksgiving will sacrifice to you. What I have vowed, I will pay. Salvation belongs to the Lord. Oh, my God, Mia. Cái này là bà bắt về mấy đứa mít về nhà bà giết em rồi. Chúng ta ở nhà thờ.
kiếm cho kỹ lại em ơi, còn một cái nữa. Đây 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 đây. Time to eat, little worm. Chạy. Nhưng mà anh đâu phải con nít hả? Anh phải con nít chứ. Đây đường tắt. Bỏ trong tủ mấy triệu à. Bả đằng kia kìa. Lord, please help me with this disrespectful child. Cháy 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 cháy. Next time. Giống kỹ thiệt. Teach you how to be good. Ở phòng lắp cầu chì nãy đó rồi. Stop running now. Chạy 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 chạy. Phòng lắp cầu chì nãy đâu nhờ. There are rats. Đi một vòng mà quên mấy cái they will bite you as long as you hide. Thì bả đi vòng vòng đây mà em. Thì bả kìa. Ủa không phải phòng này. Phòng lắp cầu chì nãy đâu rồi ta? Ơ kìa. Mà bá bình thường em ơi, bá hai mắt chiếu sáng. Ở kìa, cái chỗ lắp cầu chì nãy đâu rồi? Chưa hồi bị ngáo rồi. Cảm ơn Dr. Tân nha. Hello cây, hello em. Bà bò kìa em. Your parents don't love you. Come with me. Chạy. Bả kia. Gần nhà ăn hả? Hồi nãy tự nhiên mình lắp xong rồi mình quên cái đường vô tiêu rồi. I'll put you in a pot and mix it well. Hello cây, hello em. Mới làm xong rồi em. You forgot something. Come here for a minute.
nhang vàng vàng đúng không? Kìa bá kìa. Đúng này. À, trong này. Ok chưa? Rồi xuống mở cửa hả? Hay sao? Đâu rồi không gặp trường hợp này. Cảm ơn anh luôn nha. Cảm ơn anh. Rồi làm gì nữa anh em? Xuống mở cửa hả? Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous hand. Hello Jack, bye bye em. Mở đường thang máy à? Bây giờ đi tìm con dao với mở cái thang máy thôi đó hả? The voice of thanksgiving will sacrifice to you. What I have vowed, I will pay. Salvation belongs to the Lord. Mà em nhớ có cái con dao ở đâu mày? Ừ, game master. Hello anh em mới vô nha. Giờ làm gì nữa nhờ? Come here. One more your life. Trốn. I will drown you. You are making me angry. Come back. Chạy. Cửa khóa. Đi lên đây. Nấp. Vô đây. Ở cửa khóa nữa. May the Lord have mercy on his soul. Đúng tay blue mà. Kia rồi. Giờ tìm gì nữa nhờ? Hay là tìm chìa khóa nè. Giờ em vô phan bả là hết game à. Em vô xử giùm anh đi. Phải tìm chỗ núp rồi là đọc cái nhiệm vụ cái. Hình như là tìm chìa khóa tiếp theo ấy. Hãy làm theo lời khuyên bức tranh hả? Lời khuyên của bức tranh. Bên tay trái. Cửa này khóa rồi.
cửa gì khác không? À, bên đây có nhà nè. Đi thẳng lên đây. Nên cầm dừa hay gạch hả? Chứ mày cần làm gì nhờ? Nhà bà này rộng phết nhờ. Ai mới mở cửa vậy? À bà kìa. Bà em ơi. Chạy. Mở cửa được rồi đó hả? Ừ, hiếu qua chỗ khác rồi này. Trần á. Giờ nhìn lên kìa. Nó kêu nhìn lên. Với là học, học bánh quy. Nhiệm vụ khó nhất là xong rồi đó. Trần á. Ủa chỗ này chỗ thư viện phải không? Hơi lắc lắc vậy ta. Bắp rộng quá, lót không kịp à. Chạy. Ok. Đóng cửa. Chưa tổ được anh. I wouldn't go there if I were you. Nghe tí mà không? Nghe. Bà đi ra rồi. Nghe. Bà chăm gì đây? Bà tới em ơi. Nghe tiếng gần gần ấy. Chơi nhà hát à. Hồi má em nào nói khúc nào anh không biết thì em chỉ cho rồi đâu tiêu rồi. Bây giờ không thấy chỉ gì chơi gì. Chổi. Chổi đập ba hả? Bà ra đây. Hù máu với bà luôn. Phan bà hả? Ra đâu vậy? Làm to lắm hả? À? À đây nhà thờ mà. Nhà thờ to mà. Hello Akate Atika nhé. Dù ba lê út nhà.
Tôi mệt mỏi vì đánh boss quá à. Game Evil Moon. I know you're nearby. Bà ở đâu vậy? Lâu lâu nói chuyện lên tử ở cái bên thôi à. Anh Nguyễn anh bạc nha. Evil Moon em ơi. Lóc hả? Tìm chìa khóa mở đồ hả em? Làm rơi chổi đi à. Thôi cầm cái chổi cho mình nhìn nó có quyền lực tí anh em. Gì vậy? Gì vậy bà nội? Chạy 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 chạy. Nghe tiếng ai sau lưng mình á anh em à. Trốn. Stop hiding and come with me. Let's sing an Our Father together. Anh tìm gì đấy à? Em không biết anh làm gì nữa. Này biết coi cái này thôi. Sau khi qua cầu, trong căn phòng lạnh cạnh lối vào trường chính, hãy làm theo lời khuyên của bức tranh. Bạn sẽ tìm thấy một gì? Một mục dài là cái gì? Mục dài là cái gì anh em? What was that? Bóc nhờ anh hả? I'll use that broom to clean your brains off the floor. Lên góc nhà chơi mày. Lên đây. Tìm gì em tìm giúp cho ạ. Lên nóc nhà em ơi. Hỏi theo mình luôn kìa. Ây da. Ờ kìa. Sao phóng có một tí là chết queo rồi. Em nhớ là độ cao đâu có chết được. Tán nó hả? Lát đây là ngày cuối. Bằng la chiến nha. À, chơi chế độ khó nhất hả? Ok không? Where does it come from? À, giờ đi lên lầu. Đi qua kia. Em mới đùa thôi, em làm thật luôn hả? Làm thật luôn chứ. Tìm gì em tìm giúp cho hả? Làm cái nhiệm vụ thứ hai nè em. Nó kêu làm theo cái bức tranh gì ấy. Anh đọc anh không hiểu. À bả kìa. Lên lầu anh em ơi. Lên lầu đi qua bên kia. Anh đây AK, APK ơi. Nó kêu em làm theo cái nhiệm vụ của bức tranh gì ấy. Cái bức tranh giơ ngón giữa hả? Cái bức tranh gì gì mà ai vẽ mà vô con giữa thế. Bức tranh ở đâu nhờ? Nhìn theo là có kết quả hả? Bức tranh hơi lắc nha. Game này hơi lắc nha. Cái bức tranh chỗ mà em trốn à. Cái bức tranh đó bên nhà cũ hả em? Hay là bên này?
Ai chăm cháu tường hả? Nếu mà nó bên nhà cũ hả? Bảo qua. Ở dưới kìa. Đi lên. À, anh nhớ rồi. Anh nhớ bức tranh đó rồi. Do you think I won't find you? Take care of you. Ok Huyền ơi. Ơ kìa, lắc thế. Ơ kìa. You're messing everything up. Chạy, come chạy, back chạy, with chạy, me. Chạy. Em bên kia mà hả? Gần nhà hát. Where do you think you are going? Bên này đúng không? Tại nó mở bên bên mới là phải ở bên mới chứ. Tại sao lại ở bên cũ? Đúng không? Nếu mà nó ở bên cũ thì nó cần gì mở bên này làm gì? Đóng cửa lại. Vãi cả cái game này mới lắc ấy. Tôi chơi game 100GB mà nó không. À. À cái bức tranh này đúng không? Ở trên này hả? Người ta dơ ngón trỏ mà kêu dơ ngón giữa. Tính chửi rồi đó. Tính chửi là nghệ sĩ nào mà à. Thiếu cái gì ấy. À lấy cái chổi hả? Dục ơi. Nãy mày chết rồi. Khi bị chọi đúng không? Em chơi một lần rồi, ok em. Cái chọi đâu rồi? Hello anh nha, anh không ngủ hả? Hello Phong. Giờ này chưa ngủ em ơi. Tầm nửa tiếng nữa anh mới ngủ. Ơ kìa, ta chơi game 100GB được mà, nó chơi 6GB rồi mà lắc thế. Hơi lạ nha. À, có đường hầm nè. Ơ kìa, bãi dưới này luôn à, bãi à. We're feeding the boys with your bones. Chị ra thay cho em. Em mới giỡn xíu thôi mà chị gượng thế. Ở kìa đường cuối. Ở kìa lắc phải. Ở kìa. Ăn trước kìa. Stop hiding. Chổi nãy mình bị bả đập rồi, rớt cái chổi rồi. Hảo game à. Setting. Audio là volume này, Yamaha.
video 2 dành dành medium nha. Anh còn nhớ chỗ đai không à? Chỗ nãy chết là chỗ nào ta? Là cái chỗ rớt chỗ đó hả? Hai em anh biết rồi, nóc nhà nè mà kiếm đi chổi. Chỗ nãy chết chỗ nào nhờ? À, có cái xà beng gì nữa này. For I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will hold you with my righteous hand. Hurry up hả? Anh em chưa follow cho mình xin follow nha. Trốn mi à, anh trốn rồi. À cái chổi nãy trên nóc nhà mà. Mẹ mình chết nóc nhà mà anh em. Ừ, là nóc nhà kiếm. Anh tắt lại và anh bị đái ngay rồi kìa. Anh bị đái đi, chứ hay là kiếm cái chai ấy, em. Còn tại chỗ luôn. Không có cái chổi không? Đâu có cái chổi ở đây đâu. Rơi rồi hả? Rơi rồi là sao? Là phải qua bên đó lấy hả? Có chắc không? Có chắc chưa? Cửa không mở được. Bắt là còn cái điện thiệt ấy. Bắt là lắp lại thôi. Mấy chỗ có đồ mà. Mình lắp lại được mà. Giờ mới kiếm một vòng nữa thôi. Hoặc là không hả? Ờ kìa. Chạy. Cái chổi đâu rồi? Have I presented you with my hammer? I just want to teach you how to be a good child. Chị bên đó kìa. À chị bò qua, chị bò qua, chị bò qua. I can't wait to put a mask on your stupid face. Đi bò qua anh em ơi. Ok, đường tắt. Đường cục mới ghê chứ. Thôi bà dễ chổi đâu ạ? Bà là bà đập đầu mình đấy. Get out. Đừng nói nhà này có một cái chổi một nha. Gì đó? Chị ơi,
Em hỏi cái chổi ở đâu nhỉ? Em quét cái nhà cái thôi. Nhà dễ dơ quá à. Không dọn dẹp gì hết trơn. Ghê vậy. Nhà bị chia 200 củ luôn hả? Vậy á. Reset lại nhỉ. Chơi lên từ đầu mất cái chổi rồi. Không, mỗi người xếp từng từng chỗ mà. Nó không cho người xếp từng cháp nhờ. Không sao em ơi. Nhanh nhất có thể cho em đây một cái cầu chì. Bước một làm gì vậy? Là đi tìm cầu chì á em. Tìm cầu chì giữa đây gắn cái này nè. Okay. Get out of my dining room. Ok, chạy chạy chạy. Chạy 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 chạy. Từ từ để em kiếm một cái ở phòng nghệ thuật hả? Stop behaving like a little child. Face me. Cái mà em tải free em ơi. Anh có khi nào chơi game tốn tiền đâu. Chơi chung được không mà hình như là không em ơi. Có một mình anh thôi, bả làm không lại rồi. Thêm ba người vô nữa là ai sao bả trở lại. Đây một cái nữa. I hear you.
phòng nghệ thuật là phòng nào? À, chị ở đây à? Chạy 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 chạy. I have a surprise for you. I'll wait here for a moment. Giờ chị tuổi gì mà chơi em? Chị còn lâu mới chơi em được. Đắp tớ hơi bị xịn hả? Presented you with my hammer. Chị thấy mình rồi. Chạy. Have you heard my children cry downstairs? Excellent. You'll be living there soon. Yeah. Chơi được chung được là vô lấy gạch phan mã luôn ấy chứ. Kiếm cái chổi rồi. Nãy nhớ cái chổi ở đâu nhỉ? Cái chổi. Cho em xin cái chổi. Hello. Cảm ơn em mà mới follow mình nha. Ok, bả vô. Hello phong thân của Chem nha. Hello Bình. Chuẩn em ơi. Tối gì mà chơi anh? Nhưng mà đi ngược lại sao ấy. Bà đi rồi. Bà ăn kia kìa. There you are. Chị tuổi gì mà chơi em? There are rats here. They will bite you as long as you hide. Cái gì? Có vụ ăn xin hà bộ PC luôn à? Anh đây. Sao vậy em? Sao em chơi game phim gì khác đi, game này chán quá à. Ừ, game này cũng được thôi à. Mày kiếm mình cái chổi đâu nhỉ? Cháu Bình Dương hả? Cái chổi đâu nhỉ? À đây, cái chổi đây. Silence, please. À,
Anh em cứ sao thế? Bức tranh mãi đâu rồi? Đây 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 đây. Cho bà vô ấy. Ok em ơi. Nhanh chứ. Mấy anh thấy có một chỗ để này đồ. Anh nhớ là ở ở chỗ phòng hát. Ba này thờ quỷ à. Ừ. Ba đừng có chọc tôi nha, tôi xử ba luôn hả chứ. Lại. Those two. Ok hết hồn bà nội. Ở đâu nói chuyện gì? Cái hàng biết cây mà. Don't play with it. Tuổi gì vậy em? Chị tuổi gì? Chị tuổi ngang con. Ah, I'll find you sooner or later. Tuổi gì mà chơi em? Bà ở đâu vậy? Ở cái chỗ tầng hầm của bà ấy có một đám trẻ ở dưới hả? Ok em. Bỏ qua anh em ơi. Game gì thế à? Evil gì? Evil tự nhiên quên tên rồi. Evil non. Ờ yêu bồm luôn. Nhớ một con cái xà ben nó quan trên để ý kỹ nhớ được lấy. Giờ mở ở đâu nhờ? Cháu mẹ mở được rồi. Không mở gì nữa anh em. Cầm hộp hả? Chị ơi ăn bánh chị ơi. Em mới mua hộp quà mà hộp bánh nè. Chị ăn không? Chị khó quá à, mời bánh cũng không ăn nữa. Khoan.
Thì không, hình như là xong rồi nè. Nó hết hiện nhiệm vụ rồi. Có gì đâu. Chỗ này là cao nhất rồi còn gì nữa. Stop breaking my school. Don't touch my things. That box is very delicate. Chị ơi, là mẹ làm gì? Chị đi ngủ đi. Chị đi ngủ đi chị ơi. Theo em làm gì? Chị nói đưa chị đi chị ăn à. Thả vào đó là làm gì nữa? Chứ còn đường nào nữa đâu chạy. Hết đường rồi. Go back to your room. Ok. Chị bên kia đi qua thế. À, nhặt đồ trong đó hả? Hello bạn nào mới follow mình nha. Hello bạn. May the Lord fall. Come here. Bây giờ mới nhặt lại hả? Sao không nghe em à? Nghe nè. Đâu K4 nha, cảm ơn bạn follow mình nha. Để chỗ máy nhặt lại đúng không? Và leo lên nóc nhà thả xuống đúng không? Chuẩn chưa? Hả? Chỗ đó là chỗ nào nhờ? Chỗ vừa thả là ở dưới cái ống đúng không? Đi được em làm gì? Chị đi ngủ đi. Ông khói, ông khói chỗ nào nhờ? May the Lord have mercy on his soul. Chị vô khác chơi đi. Vì tuổi gì mà chơi với em. Sao không để tên game à? Hôm nay em quên đấy. Hôm nay em quên để á. Chỗ chỗ thả xuống hồi nãy chỗ nào nhờ? Ở dưới đất đúng không? Phải ở dưới đây không? Chìa khóa. Không phải. Người ta xuống người ta lượm được cái chìa khóa rồi mới không phải. Chán đòn quá hờ. Giờ đi lên. Hello. Hello.
Cái cửa chính mở ra hả? Ok em. Cửa chính tầng này luôn đúng không? Bị khóa mà. Tôi phải cửa chính không? Chìa khóa hồng. Chìa khóa này chìa khóa gì? Hình như là nãy có cái tủ, anh nhớ có cái tủ khóa. Đây. Không được. Chưa chưa phá đảo. Ủa game vậy thôi đó hả? Ủa? Có bạn hả? Có bạn? Kệ bạn đi nuôi anh chanh vậy? Sao bạn đứng ở trên kia vậy? Bạn có chạy ra được nữa đâu. Đứng trên game game. Thì là lao kiểu nghe. Ok mày. Vậy là bà này bà vẫn không chết hả? Không ai vô bắt bả chơi gì. Chết hả?